Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay Lợi Minh xin chia sẻ với anh chị các bạn về đề tài mà mình thấy trên cộng đồng mạng rất là sôi động. Các cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, tụi nó xuyên tạc Việt Nam không từ mọi thủ đoạn nào. Thì anh chị em các bạn thấy trong thời gian qua thì cái vấn đề mà cái công ty Việt Á họ nâng khống về cái test kit Covid đó. Các bạn thấy trong một cái mô hình xã hội hiện nay thì lòng tham con người thì nó bô đái, không có một cái xã hội nào mà cái cơ chế nó hoàn hảo cả. Một cái cơ chế luôn luôn đưa ra những cái luật định và những cái pháp lý nó rất là rõ ràng, nhưng mà nhiều khi những người mà thực thi pháp luật họ lòng tham của họ vô đái thì họ ăn chặn đồ này, họ ăn chặn đồ kia. Mà các bạn thấy ở một cái cơ chế Việt Nam được giải quyết rất là triệt để, chị các bạn, rất là triệt để. Tôi nói chị các bạn đốt đuốc đi tìm trên thế giới ngày hôm nay có quốc gia nào mà như Việt Nam, từ tướng lãnh cho tới từ tướng cho tới bộ trưởng vào tù ngồi hàng đống hàng tá, tới tá luôn. Các bạn thấy rất là đông. Không, cái vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam tôi thấy rất là triệt để và không có vùng cấm. Các bạn thấy đó, đây, ở một cái quốc gia Việt Nam, một cái cơ chế người ta đang làm việc mỗi một ngày cho nó tốt hơn, mà các thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại và một số những người trong nước, người ta không hiểu, người ta bức xúc. Các bạn thấy, tôi quay về nước Mỹ để cho các bạn thấy về vấn đề mà Covid là cái sự tham nhũng, nó ăn chặn ăn đầu, nó ăn bớt ăn xén của đồng thuế của người dân Mỹ. Mà các bạn thấy người dân Mỹ họ cũng đâu có dám nói, mà nói đâu có làm được gì nó đâu. Tụi nó bao che lẫn nhau. Thì ngay cả tụi FBI nó biết rõ cái con số mà tham nhũng nâng khống giá test kit của bên Mỹ và những cái Covid, những cái gói cứu trợ Covid đồ cũng vậy. Hơn 100 tỷ đô la mà các bạn thấy đó. Nó biết thằng nào ăn, thằng nào chia chác với nhau mà nó vẫn che đậy với nhau. Kinh khủng lắm, tôi nói cho các bạn. Còn ở Việt Nam được cơ chế nhà nước giải quyết một cách triệt để, hợp lòng dân. Cho nên anh chị các bạn, chúng ta hết sức cẩn thận. Cái đám khốn nạn mất dạy chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, cũng như một số thành phần dân chủ của trong nước, tụi nó tiên truyền rất là bịp bợm. Các bạn nhìn thấy, tôi quay ngược lại nước Mỹ nữa để các bạn thấy vấn đề test kit ở Mỹ. Test kit, cái mà cái giá, cái bộ test kit Covid, các bạn biết nó nâng lên tới hơn gần khoảng 25 đồng một bộ. Mà trong khi đó hàng chính phủ và bộ chính trị của nó và cái bộ guồng máy của nó bao che với nhau. Mà cho bên Đức, các bạn thấy giá người ta bình ổn chỉ có 1 đô la cho một cái test kit thôi. Mà trong khi đó ở Mỹ, các bạn biết cái giá test kit nó nâng khống lên tới 25 đô một bộ. Mà hiện nay nó đang hot, nó đang đầu cơ mấy cái tụi mà những cái nhóm lợi ích của tụi nó, các bạn biết nó đầu cơ. Mà hàng chính quyền nó cũng làm ngơ rồi các bạn. Các bạn thấy có thằng nào đi tù đâu. Bộ máy chính trị của Mỹ nó bao che nhau. Các bạn thấy như ngay cả gia đình của ông tổng thống đương kim là Biden đó, tham nhũng tội ác đủ kiểu hết, mà nó vẫn nắm chính quyền và nó vẫn cai trị một cái đất nước. Các bạn thấy nó khủng khiếp lắm. Tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, tôi nói các bạn, không có quốc gia nào mà làm một cách triệt để. Tôi chưa bao giờ thấy ngay cả những tướng lãnh, bộ trưởng lên vô tù rồi còn xử án chồng án, tội chồng tội. Ngay cả bí thư, chủ tịch quỹ, chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, chủ tịch ủy ban đi tù ầm ầm ào ào, rất là tốt. Chứ không phải giống như cái đám chống cộng cực đoan ô hợp hải ngoại, tụi nó không dám chấp nhận những cái sự thật. Cái quốc gia mà nó đang sống, ngay cả thằng Mỹ, tôi nói các bạn biết, nó bao che nhau những cái nhóm lợi ích của nó. Người dân Mỹ thì nai lưng ra làm đóng thế để đặng trả nợ. Nó đi mượn đầu này, nó mượn đầu kia, nó về cha con tụi nó. Cái nhóm tài phiệt, cái nhóm lợi ích của nó ngồi trên đó ăn. Tham nhũng của nó các bạn thấy
từ chức, nó có cái văn hóa từ chức, từ chức bãi nhiệm, nó im thinh thích, nó không đụng chạm gì tới luôn. Cái luật của thằng Mỹ các bạn biết, ngay cả ông ngày xưa ông tổng thống Nixon cũng vậy, tham nhũng, ông thấy ông tham nhũng, ông tranh cử, ông thấy không được, ông thấy nếu mà ông tiếp tục ngồi ghế tổng thống thì ông sẽ bị gọi là luận tội. Cho nên cái văn hóa từ chức của thằng Mỹ, cái nó là để chạy tội, coi như là miễn tội hết, nó khủng khiếp lắm. Về thằng nào nấy ôm tiền triệu, tiền tỷ đô la về ngồi nhà mát ăn bát vàng. Các bạn thấy nó khủng khiếp, cái bộ máy chính quyền của thằng Mỹ nó tham nhũng. Tôi nói anh bạn, ngay cả bà Hillary Clinton, bà đó là từng giữ những cái chức vụ từ bộ trưởng ra tranh cử tổng thống luôn, bà đó là ăn hơi bị ghê luôn đó. Trong cái vụ Watergate, các bạn biết không, biết bao nhiêu người mà họ phải chết để đặng bịt đầu mối. Từ vụ Watergate, vụ Watergate, hai cái vụ án nó rất là lớn mà có thằng nào đi tù đâu. Các bạn thấy mà biết bao nhiêu người tụi nó phải chết để đặng bao che cho những cái nhóm tài phiệt của nó, khủng khiếp lắm tụi Mỹ. Cho nên cái vấn đề Việt Á mà vấn đề mà test kit trong nước, các bạn thấy không, báo chí đăng lên là nhà nước đi vào điều tra triệt để, thằng nào ăn tới đâu đập sai tới đâu, đập thằng đó tới đó, tuyệt vời. Các bạn thấy các bạn có một cơ chế, người ta đang làm tốt hơn mỗi ngày, đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng. Trong khi đó mùa Covid cả thế giới điêu đứng mà Việt Nam vẫn cố vươn lên. Các bạn thấy những cái quốc gia phát triển họ nhìn vào mà họ còn phải ngã mũ kính phục cái sự lãnh đạo của Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cái chính sách ngoại giao làm sao để đặng mà phù hợp với lại đất nước, sự phát triển của đất nước và đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Các bạn thấy tôi đang ở Việt Nam, tôi về tôi thấy cuộc sống tuy rằng Covid nhưng mà hiện nay thì người dân họ đang rất là tấp nập và nhộn nhịp, cuộc sống mưu sinh nói chung là khá tốt. So ra ở Mỹ, các bạn thấy tình hình Covid đưa con người ta vào bế tắc và tận cùng, người thì không nhà không cửa, cuộc sống thì vất vả trăm bề, ngồi đó thì cứ chờ những cái gói cứu trợ mà tiền đâu. Các bạn thấy tiền toàn là tiền vai bạc hỏi không. Bây giờ mỗi một người dân Mỹ, mỗi một đứa trẻ sinh ra là ôm một cái nợ là gần 90.000 đô rồi. Và mỗi một người, mỗi một gia đình, một hộ gia đình hay là một người, mỗi một người, tôi nói giống như cái người đó là độc thân đi, họ là người đóng thuế đó, thì họ là phải ôm cái nợ công của chính phủ hơn 200.000 đô. Tại vì nó tính theo, nó gọi là per taxpayer, còn mỗi một cái người mà đóng thuế lợi tức cho chính phủ đó. Còn nếu mà tính theo đầu người thì mỗi một đứa trẻ, một đầu người, không những mỗi một đứa trẻ sinh ra là ôm gần 90.000 đô, còn mỗi một người mà dân Mỹ mà đóng thuế là họ có khai thuế lợi tức đó, thì các bạn thấy họ ôm cái gánh nợ hơn 200.000 đô, rất là khủng khiếp. Đời sống của người dân Mỹ rất là tất tần tật. Chỉ có mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, nó ăn hại, nó qua đó, nó ngồi đó, nó bòn rút phúc lợi xã hội thì nó ca ngợi nước Mỹ. Cho nên khi tôi nói về nước Mỹ, nó nói tôi hù. Tôi có mấy đứa ở trên đấu trường, mấy cái đứa nó vô trong diễn đàn tôi vậy, nó nói tôi hù mấy người Việt trong nước. Tôi hù đâu mà hù. Qua Mỹ các bạn biết ăn được phúc lợi xã hội cũng đâu phải là dễ đâu, mà nó ăn được thì nó tìm cách nó ăn thôi. Còn những người mà mới qua thì làm sao mà họ ăn nổi. Những người mà mới qua mà đi theo diện bảo lãnh 5 năm mới được hưởng cái phúc lợi xã hội, phải họ được hợp thức quá mới được hưởng. 5 năm đầu là người thân, những người lãnh đó là phải chịu trách nhiệm hết, bảo hiểm rồi sức khỏe rồi mọi thứ, không có được đụng vô phúc lợi xã hội, chứ không phải được giỡn đâu. Còn mấy đám nó ở lâu rồi bắt đầu nó khai nang, nó khai gian, khai dối đi đặng mà nó ăn. Nó ở nhà low income, nó đi làm lãnh tiền mặt. Các bạn thấy nó lên mạng, nó chống cộng, nó xuyên tạc, toàn là cái lũ ô hợp. Mà ngoài mấy cái đấu trường mà chống cộng, các bạn thấy mấy cái thằng đó mà gặp tôi là hồi là nó nói hồi là bể mánh chừng.
có mấy thằng lên nó chống dữ lắm. Hồi tôi đưa cái bill điện, cái hóa đơn điện ở bên Mỹ ra, tôi trả rất là mắc, tại vì tôi đâu có được hỗ trợ nhà nước đâu, nó được hỗ trợ nhà nước, nó đưa nó đưa ra nó ngu thấy mẹ luôn, nó được hỗ trợ lại tại vì nó khai nó là người lợi tức thấp, nó là dân nghèo, được ông chính phủ hỗ trợ nó tiền điện, cho nên nó nói nó đóng tiền điện một tháng có mấy chục đô à, mà trong khi đó tôi đóng tiền điện rất là mắc. Các bạn thấy mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở ngoài, tụi nó mất dạy với cái lũ gọi là khô gách áo ôm khôn nhà vợ chờ, nó xuyên tạc Việt Nam từ cái đời sống dân sự, những cái xã hội, mô hình xã hội hiện nay của người dân, nó cũng đem ra nó xuyên tạc. Còn cái xã hội Mỹ của tụi nó, các bạn biết cái xã hội Mỹ, cái xã hội phương Tây, nó trăm ngàn nghìn thứ ngổn ngang, vấn nạn xã hội gia đình, từ trong giáo dục mọi thứ ra tới ngoài cuộc sống. Thèn ơi, tôi nói chị các bạn biết, ở bên Mỹ bây giờ nó loạn, cướp giật, rồi những cái thành phố quan vu toàn là dân gọi là xin lỗi chị cây ma tí, trộm cướp đĩ điếm cướp giật đu hết, thấy mà ớn chạy đậu luôn. Các bạn thấy như ở bên Pennsylvania đó, có một cái những cái khu, rồi những cái thành phố, những cái thị trấn nó loạn cào cào lên hết, mà mấy thằng chính trị Mỹ tiền thì nó cứ bỏ trong túi, nó rút bòn rút với nhau. Ngay cả cái thằng mà thống đốc của bang California, các bạn biết cái thằng đó lúc mà Covid đó, nó tham nhũng tiền tỷ đô la đó, nó ký cái hợp đồng với lại Trung Quốc, nó mua những cái đồ mà nó nâng khống giá đó các bạn, những cái đồ mà khẩu trang nè, những cái đồ bị y tế trong lúc dịch đó. Cái thằng Newsom thống đốc ở California đó, mà các bạn biết một số những người mà dân mà bên cái phe mà cộng hòa, cái phe mà nghịch đó, nó tố ổng, nhưng mà các bạn biết cái phe dân chủ bên đó nó mạnh quá đi, ổng bỏ tiền ra, ổng nâng khống lên, ổng cho mỗi người 500. Các bạn thấy nó bỏ tiền ra, nó mua lá phiếu đó. Nó mua những cái sự mà lá phiếu của những cái người mà gọi là dân nghèo á, họ thấy họ có tiền, họ ăn được, nó đứng ra để đặng mà nó ông đó không có bị gọi là recall giống như bị bãi nhiệm á anh chị các bạn, và vẫn tiếp tục làm thống đốc. Kinh hồn lắm anh chị các bạn ơi. Các bạn có thấy thằng chính trị gia Mỹ nào đi tù được? Con của ông Biden, các bạn thấy cái vụ mà Ukraine với lại China đồ, nó bảo kê rồi nó rửa tiền, thằng con của ổng, chàng ơi, thấy mà ơn luôn. Mà dân Mỹ các bạn thấy đời sống của những người dân khác, họ lao động quá ư là chật vật và tất tần tật, mưu sinh, cho nên cái tiếng nói của họ không có thấm vô đâu chứ, nó không thấm vô đâu. Các bạn đừng nghĩ cái xã hội dân chủ của thằng Mỹ nó là một tiếng nói nó công bằng. Chàng ơi, cái sự bất công của nó khắp mọi nơi. Người dân họ cơm áo gạo tiền, họ phải mưu sinh thôi. Còn ở Việt Nam các bạn thấy người dân trong nước ngày hôm nay, tôi thấy lên mạng họ chửi chính quyền, công an, rồi những cái người mà làm chức vụ, rồi họ chửi tai nát hết khi đập lộn nhau. Tôi thấy cảnh sát, công an Việt Nam với dân đập lộn ra tôi mắc cười vậy. Tôi nói chỉ có Việt Nam thôi, thằng Mỹ không có chuyện đó. Nó để một phát là đo đất, nó cậu đứng là đứng, ngồi là ngồi, mà chạy nó hả, nó gượt được xong rồi nó đập, nó để quay lưng mà bày đặt mà cầm mà chỉ cần cái con dao thôi, con dao mà chỉ đi lại nó thôi là nó bắn đo đất luôn. Các bạn thấy có nhiều chuyện thương tâm lắm chứ không phải giỡn đâu. Tụi cái xứ tư bản Mỹ nó nhìn bên ngoài thì nghe thấy hào nhoáng, các bạn thấy không, nghe ta tụi nó ca ngợi, nhìn những cái vật chất đời sống, tại dân trí nó cao và cái vật chất nó cao, cho nên đời sống cái bên đó nhìn cái gì nó cũng rất là hào nhoáng lắm. Nhưng mà phía sau đó cả một vấn đề. Còn ở Việt Nam các bạn thấy những người nghèo, người ta cố gắng, người ta vươn lên,
trong mùa Covid này họ cố gắng, và người dân với người dân họ giúp đỡ với nhau từ miếng ăn và cuộc sống lương thực. Người giàu họ giàu lên, họ làm từ thiện, họ giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn thấy nó chết gần 900.000 người rồi đó. Cái mạng mình nó hơi yếu nha chị bạn, nó rớt lên rớt xuống nãy giờ mấy lần. Mình đang lái xe đi công chuyện cho nên thôi mình lại tới đây. Hẹn anh chị em các bạn đề tài sau. Bye bye.